Nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo, át chủ bài và cuộc khuynh đảo chính trường Việt Nam Cộng Hòa. Ông Phạm Ngọc Thảo, còn gọi là Albert Thảo, là cán bộ tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông hoạt động dưới vỏ bọc là sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như một chính khách có ảnh hưởng lớn trong chính quyền Sài Gòn thời đấy. Ông cũng là thành viên chủ chốt trong hai cuộc đảo chính ở Việt Nam Cộng Hòa những năm 1964-1965. Ông mang quân hàm đại tá của cả hai quân đội đối nghịch trong chiến tranh Việt Nam. Đồng chí Phạm Ngọc Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922, nguyên quán thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang cũ, trong một gia đình công giáo toàn tòng. Ông còn có tên là Albert Phạm Ngọc Thảo. Mọi người thường gọi ông là Chín Thảo vì ông là người con thứ 9. Cha ông là Adrian Phạm Ngọc Thuần, một địa chủ lớn có quốc tịch Pháp. Ông Thuần có tới hơn 4.000 mẫu đất và gần 1.000 căn nhà, rải rác khắp các tỉnh Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Sa Đéc, Vĩnh Long. Ông có quốc tịch Pháp nên các con đều được sang Pháp học. Gia đình Phạm Ngọc Thảo có nhiều người tham gia phong trào yêu nước. Ông nội của ông là chí sĩ ái quốc Phạm Ngọc Lành, người ủng hộ, hậu thuẫn cho nhiều phong trào chống Pháp, kể cả Cần Vương. Anh trai, luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần là phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ. Sau năm 1954 tập kết ra Bắc, làm đại sứ tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Một anh trai khác là Lucien Phạm Ngọc Hùng, Ủy viên Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, gia đình ông đã đem hết tài sản ra ủng hộ kháng chiến. Lúc nhỏ, ông học trường tư thục công giáo nổi tiếng Sài Gòn là trường La Salle Talbot. Có tài liệu nói học trường Chasseloup Laubat, nay là trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Khi học xong tú tài, khác với các anh em, ông không sang Pháp du học do Thế chiến II xảy ra, mà ra Hà Nội học trường Kỹ sư Công chính. Giai đoạn 1945-1954. Phạm Ngọc Thảo là trí thức, giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp. Năm 1946, ông cùng 12 người Nam Bộ khác được chọn ra Sơn Tây, học lớp cán bộ tình báo khóa đầu tiên tại trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, nay là trường Sĩ quan Lục quân 1. Ngày 26 tháng 5, trường khai giảng khóa đầu tiên có 288 học viên. Do nhu cầu cấp bách của kháng chiến, khóa đầu tiên chỉ học trong 5 tháng. Được biết, tuy thời gian học không dài, nhưng Phạm Ngọc Thảo miệt mài, khiêm tốn, học rèn như chiến sĩ mới. Hồi ấy, ông đã là kỹ sư công chính nhưng không hề thổ lộ với ai, chỉ có giám đốc và chính trị ủy viên biết qua lý lịch. Trong mấy tháng học, ông đã viết 20 bài báo đăng trên tờ Nguyệt San của trường về nghệ thuật chiến tranh du kích, bình vận, dân vận, bấy giờ là lĩnh vực khá mới mẻ. Sau khi tốt nghiệp, ông lập tức trở về miền Nam, công tác ở trạm giao liên tỉnh Phú Yên. Đây chính là trạm nối giữa Tây Nguyên và Nam Bộ. Một lần đi qua trạm này, đồng chí Lê Duẩn đã gặp Phạm Ngọc Thảo, phát hiện được tài năng của người cán bộ này nên đã đưa ông cùng về Nam Bộ. Đồng chí Lê Duẩn giới thiệu Phạm Ngọc Thảo với đồng chí Mai Chí Thọ, trưởng ban địch tình xứ ủy, Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, nguyên bí thư Trung ương Đảng, người trực tiếp tổ chức hoạt động cho những nhà tình báo lừng danh Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ. Cuối 1947, được cấp trên giao làm trưởng phòng mật vụ Nam Bộ. Đây là tổ chức đầu tiên của quân đội ta ở Nam Bộ. Với tinh thần trách nhiệm, trong thời gian ngắn, ông đã thống nhất được các lực lượng tình báo toàn Nam Bộ. Năm 1949, ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 410, chủ lực khu 9. Tiểu đoàn đã chiến đấu nhiều trận thắng lợi lớn, góp phần mở rộng vùng giải phóng. Giai đoạn 1954-1965. Sau Hiệp định Geneva, cuối tháng 1 năm 1955, đồng chí Lê Duẩn giao cho Phạm Ngọc Thảo nhiệm vụ đặc biệt là tình báo viên hoạt động trong lòng địch, phục vụ mục tiêu thống nhất đất nước, tìm cách xâm nhập vào hàng ngũ địch, lấy niềm tin của chúng để leo cao, chui sâu trong chế độ Ngô Đình Diệm, nắm bắt những mưu đồ chiến lược của Mỹ Diệm, báo cáo cho Trung ương. Đồng thời chuẩn bị lực lượng ngầm để lật đổ chế độ Mỹ Diệm nếu con đường hòa bình bằng đàm phán không thành công. Nhờ trí thông minh và kiến thức uyên bác, ông dần được đồng hóa vào bộ máy ngụy Sài Gòn. Tháng 5 năm 1956, ông được cử đi học khóa huấn luyện tại Trung tâm Nhân vị, Vĩnh Long. Tháng 10 cùng năm, ông gia nhập Đảng Cần Lao. Công khai thừa nhận mình từng tham gia chỉ huy trong kháng chiến chống Pháp. Ông chỉ giữ bí mật mình là đảng viên Cộng sản. Ông được phân công phụ trách tổ quân sự, giữ nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược và huấn luyện quân sự. Thời gian này, ông cùng Huỳnh Văn Lang, Tổng Giám đốc Viện Hồi Đoái và Bí thư Liên Kỳ Bộ Nam Bắc Việt của Đảng Cần Lao xúc tiến thành lập tờ Bách Khoa, một tờ bán nguyệt san về chính trị, văn hóa. Bách Khoa phát hành số đầu tiên ngày 1 tháng 1 năm 1957. Trên tờ bán nguyệt san này,
Ông vừa là sáng lập viên, vừa là người tham gia tổ chức, điều hành, vừa là cây bút chủ lực trong thời gian đầu. Chỉ riêng năm đầu tiên, ông đã viết hàng chục bài. Trong các bài viết, Phạm Ngọc Thảo thể hiện rõ quan điểm là phải yêu nước, thương dân. Ông đề cập nhiều vấn đề chiến lược, chiến thuật trong cầm quân, chỉ huy chiến sĩ, cũng như phân tích và cả góp ý đối với binh pháp Tôn Tử. Những bài viết có tính cách mạng cao và thấm đẫm tinh thần nhân văn của ông được độc giả và giới trí thức rất hoan nghênh. Đặc biệt qua những bài viết, dưới danh nghĩa là kinh nghiệm của một quân nhân như trong tiêu đề một số bài báo, Phạm Ngọc Thảo đã công khai ca ngợi Việt Minh, ca ngợi lực lượng kháng chiến. Đây có thể coi là điều tối kỵ trong hoàn cảnh chế độ Diệm thi hành chính sách tố cộng diệt cộng triệt để, trả thù đẫm máu những người kháng chiến. Điều đấy cho thấy sự khẳng khái, dũng cảm và cũng hết sức khéo léo của Phạm Ngọc Thảo. Phạm Ngọc Thảo cũng gián tiếp phê phán quân đội Sài Gòn, mang tiếng là đi bình định, đi tiễu trừ phản nghịch, nhưng thực chất là giết hại, cướp bóc của dân. Trong bài Quân đội đi bình định đem lại bình an hay oán hận, ngày 1 tháng 9 năm 1957, ông nêu tình trạng quân đội lợi dụng việc đi tảo thanh bọn lưu manh phiến loạn, phá rối an ninh trong xóm làng để cướp bóc tài sản của dân, hãm hiếp phụ nữ, trả thù cá nhân, lạm sát nhân dân. Qua thời gian tiếp cận, ông đã được Ngô Đình Diệm tin cậy trong công tác chính trị, an ninh nội bộ và được cử làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, Bến Tre với cấp bậc trung tá từ tháng 11 năm 1960 đến tháng 5 năm 1962. Những năm làm tỉnh trưởng, ông đã cung cấp nhiều tin tức, tài liệu liên quan đến các cuộc hành quân của địch trong tỉnh và quân khu, thả hơn 2.000 tù chính trị. Đây chính là lực lượng lớn cho cách mạng ở Bến Tre và khôn khéo lái các cuộc hành quân tảo thanh của địch vào chỗ không người. Đặc biệt, trong số 2.000 tù chính trị được thả, có đồng chí Võ Viết Thanh, sau này là Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Sau này chia sẻ trong một lần về thăm bảo tàng Bến Tre, ông kể đã có 3 lần được gặp trực tiếp nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo, khi ấy ông không biết. Có lần, ông Thanh được gọi lên đứng cạnh chỗ ông Thảo ngồi để ông ấy hỏi chuyện. Phạm Ngọc Thảo hỏi tôi, em ở trong tù có khổ lắm không? Lúc ấy tôi cứ nghĩ ông ta là người của địch nên trả lời ngắn gọn là khổ. Phạm Ngọc Thảo lại hỏi tiếp, em có chịu đựng nổi không? Tôi trả lời, không chịu nổi cũng phải ráng chịu. Sau đó ông không hỏi nữa. Ngày 7 tháng 7 năm 1961, ông Võ Viết Thanh được trở từ khám đến dinh tỉnh trưởng. Tại đây ông lại được gặp Phạm Ngọc Thảo. Sau vài câu trò chuyện, ông Thảo nói, hôm nay qua trả tự do cho em. Nếu khi ra tù, em muốn trở lại học văn hóa thêm, gặp khó khăn gì, hay đến gặp qua giúp đỡ. Tôi đứng dậy cầm tờ giấy trả tự do và nói, cảm ơn tỉnh trưởng. Đây là lần đầu tiên tôi có chút lễ phép và cũng là lần cuối cùng. Tôi không bao giờ còn gặp lại Phạm Ngọc Thảo. Ông Thanh xúc động nhớ lại. Từ đó, tôi được trả tự do và tiếp tục trở về hoạt động cách mạng. Mãi sau tôi mới biết ông là cán bộ cách mạng của mình. Những đóng góp này của Đại tá Phạm Ngọc Thảo đã góp phần quan trọng vào việc bảo toàn lực lượng cách mạng, góp phần thắng lợi trong phong trào đồng khởi Bến Tre. Cuối 1963, cao trào chống đối Ngô Đình Diệm dâng cao, nhưng các tướng tá còn nghi ngờ lẫn nhau nên chưa đứng vào một nhóm để hợp lực hành động. Tháng 9 năm 1963, Trần Kim Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị và Xã hội, Phủ Tổng thống và Phạm Ngọc Thảo bí mật làm cuộc đảo chính. Do bị lộ, Tổng thống Diệm đã cử Trần Kim Tuyến đi làm Tổng lãnh sự ở Ai Cập. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ do một nhóm tướng lĩnh khác. Sau khi đảo chính, ông Thảo được nhóm sĩ quan cầm đầu thăng quân hàm đại tá. Sau đó, ông được tướng Nguyễn Khánh mời làm phát ngôn viên báo chí trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Ông được cử làm tùy viên báo chí và quân sự của Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Đầu năm 1965, ông bị gọi về nước vì chính quyền Sài Gòn nghi ngờ ông hoạt động cho đối phương, muốn bắt ông. Mặc dù rơi vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng ông vẫn tìm cách bám trụ lại Sài Gòn và móc nối với các lực lượng đối lập như tướng Dương Văn Đức, Lâm Văn Phát để lật đổ chế độ. Cuộc đảo chính nổ ra trưa 19 tháng 2 năm 1965 ở Sài Gòn chỉ làm chủ đài phát thanh trong một thời gian ngắn, nhưng mục tiêu quan trọng hàng đầu là bắt sống tướng Nguyễn Khánh đã không thực hiện được. Các cuộc đảo chính này đã gây mất ổn định nghiêm trọng trong chế độ ngụy Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam. Sau hai cuộc đảo chính bất thành, mặc dù cấp trên yêu cầu rời Sài Gòn, nhưng Phạm Ngọc Thảo vẫn quyết trụ lại để tiến hành cuộc đảo chính cuối cùng. Việc lớn không thành, ông bị bắt và tra tấn rất dã man. Tuy nhiên, ông không để lộ thân phận. Ông mất đêm 17 tháng 7 năm 1965 khi mới 43 tuổi. Cho tới lúc hy sinh, không ai biết ông là một chiến sĩ tình báo cộng sản.
Cho đến nay, Phạm Ngọc Thảo vẫn được xem là một bí ẩn khó có thể giải mã của báo chí quốc tế. Còn thiếu tướng tình báo Nguyễn Đức Chí, tức Nguyễn Văn Khiêm, nguyên thủ trưởng cơ quan tình báo miền Nam nhận xét: trong lịch sử tình báo nước ta, câu chuyện ly kỳ như Phạm Ngọc Thảo là hãn hữu. Nếu bỏ qua không nghiên cứu đến nơi đến chốn là thiếu trách nhiệm với công cuộc tích tụ kho tàng tình báo Việt Nam. Phạm Ngọc Thảo được đánh giá là nhà tình báo đặc biệt có 102. Sau này trong dòng đề tựa Quân ván bài lật ngửa, nhà văn Trần Bạch Đằng với bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý đã trân trọng viết: tưởng nhớ anh 9T, tức anh 9 Thảo và những người đã chiến đấu hy sinh thầm lặng.